là rừng tự nhiên rồi đấy, đúng rồi. Mãi trong rừng tự nhiên. Cái hồ này là bạch đàn. Cái hồ này là có từ lâu chưa anh? Đây đất anh Bình, đây anh Bình chủ rừng, hôm nay dẫn đi chơi rừng luôn. Đây là nhà sàn, là sàn của anh à? Cân củi à? Cân củi là bao tiền tấn anh? Cân củi ngoài này ở ngoài này bây giờ nó đang cân có 76 thì vậy thôi. Ví dụ mình tính cái chỗ này, ví dụ nó bán cho mình 200, nó bảo bán 200. Ví dụ như mình khai thác thì mình tính nó bán 200, giữ được 300 mình có lãi. Mình trừ hạch toán, mình trừ hết đi mình có lãi thì mình... Thôi, rồi hôm nào mà ăn cơm em alo trước, bảo bác ơi bác hôm nay em lên ăn cơm uống rượu thì bác chuẩn bị. Ví dụ đấy. Phải đấy ạ.